hình ảnh của những người vô gia cư đang hát hò ở đây. Hiện đây là cách mà họ kiếm tiền. Và mình thấy cái này rất là hay và ok. Hi guys, thì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và hôm nay mình được nghỉ học nên mình sẽ đi xuống phố, dạo phố và mua một ít đồ để gửi về Việt Nam vào mùa Tết này. Thì sau đây mình sẽ cho mọi người coi về khung cảnh ở khu cabot Circle, là khu trung tâm center mua sắm ở Crystal nha. Thì bây giờ mình đang ở shop dài, thì hôm nay mình sẽ đi coi dài. Thì đâu trong những cái shop bán rất nhiều dài ở đây, nhưng mình chỉ có đây thôi và mình không có mua đây, mình sẽ mua một chỗ khác để các bạn coi hay là hiểu. Dạy của Hugo Boss Tết bê đi. Nike khá nhẹ và đẹp. Đây là New Balance và các hiệu giày khác. Bây giờ mình sẽ qua chỗ kia mình coi giày. Thì bây giờ mình sẽ đi ra một cái shop khác ở đây. Thì thường ở đây mọi người mua giày sẽ xuống GD cũng như là Foot Locker để mua. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể order trực tiếp ở trên website của Adidas hoặc Nike. Thì hồi tối qua mình cũng vừa mới order một đôi Adidas Air Fly Kit. Thì tiếp nữa mình sẽ cho mọi người coi hình. Thì đó đó đang là hàng limitation. Thì mình order đó đó mất đến 130 bảng. Nhưng đó đó thì khá là đẹp. Và đây là trung tâm cabot Circle. Thì ở ngay trung tâm này là khu chuyên gia bán đồ hiệu, có cửa hàng Zara, Topman, Chris, Michael Kors, Hugo Boss, và ngay đây là cửa hàng Fossil. Thì mình cũng sẽ nói sơ qua Fossil. Thì Fossil là một trong những thương hiệu bán đồng hồ cũng khá là chạy và chất lượng khá là tốt. Thì đợt vừa rồi mình cũng vừa mới mua một cái Fossil Musquash Gen 3, thì mình xài mình thấy khá là ổn. Nó chỉ không có tích hợp về đo nhịp tim hoặc là GPS thôi, còn lại là có đầy đủ hết. Trước mặt mọi người thì đây là cửa hàng Perfume Shop. Thì ở đây là một trong những nơi mọi người sẽ vô mua nước hoa. Thì vào tuần lễ hôm nay nó có một cái deal mua nước hoa của hàng Gucci thì đang giảm giá còn 26 bảng đó. Thì tí nữa mình sẽ ghé vào đây sau cho mọi người coi. Đây là cửa hàng đồng hồ sang chảnh nhất ở đây. Còn đây là cửa hàng chuyên bán đồng hồ ngoại nhập. Thì ở đây là thương hiệu Hugo Boss. Thì nói chung là nhìn sơ qua thì rất khá đẹp. Mình thích cái màu vàng này. Đó. Để mình zoom cho bạn coi. 329 bảng hoặc là cái 225 bảng. Ngoài ra ở đây nó cũng có bán set đồng hồ như vậy. Nó còn rất nhiều hàng hiệu khác. Ngoài ra nó cũng có Gucci. Ở đây là đồng hồ Gucci con ong. Nhìn rất là đẹp và tinh xảo. Coco Guess.
ghét nhìn đẹp. Thôi thì bây giờ đây là cái cửa hàng đồng hồ và trang sức. Bây giờ mình sẽ xuống dưới cầu thang. Ở khu vực dưới sẽ là các shop bán nhà và quần áo. Ở đây là chữ House of Fraser. House of Fraser đây có 3 tầng và ở trong này sẽ chỉ là nơi chuyên bán về nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, thời trang và giày dép. Nói chung nó tự tự giống như là Diamond hay Phát Diamond hay là Passion ở Việt Nam mình vậy đó. Đây là North of the Face, Moon Bear. Bây giờ mình sẽ vào GD. Đó, mọi người thấy chữ GD không? Thì mình sẽ vào đó mình mua giày. Hẹn gặp mọi người tại GD nha. Đầu tiên thì đây là hàng Adidas, cái mẫu này màu trắng mình khá là thích. Mặc với quần jean choker thì đều rất là đẹp. Mình thích những màu trắng tinh khiết như vậy. Đây là Van, Van cổ cao, Van cổ thấp. Mẫu này chắc ở Việt Nam không có bán rồi. Rồi đây là Nike. Đây, hôm qua mình đã vừa mới order đôi này trên page của Nike xong, 130 bản. Nhìn khá là ổn và đẹp. Giày rất là nhẹ. Đây, giá của nó đây, 130. Sắp tới mình sẽ order thêm đôi này. Màu trắng, khá là đẹp. Thật ra đây là một trong những mẫu đang thịnh của Nike. Lấy xu hướng và hơi há và ý tưởng của những đôi hồi đó rất là đồ sộ, thì bây giờ đây cũng là một cái xu hướng thời trang năm nay của tất cả các hãng giày đang làm và hướng tới sẽ đều là những cái mẫu đồ sộ như vậy. Và những mẫu giày đồ sộ như vậy thì thường rất thích hợp cho những người con trai bự con như mình. Còn đây là Adidas. Thì nhìn cũng rất là đẹp, nhưng mình có vẻ mình thích đây là gian hàng Adidas. Thì ở gian hàng Adidas thì mình chỉ thích được mỗi đôi này cũng như là Easy. Thì có lẽ là do chắc mình tặng bự nên mình sẽ thích những cái đôi bự như vậy. Thì theo mình nghĩ nếu mà những bạn nào có tặng bự con thì nên mang những đôi bự như vậy để tôn được cái vẻ đẹp đồ sộ của mình. Thật ra đây hiện tại là các bạn cũng vừa thấy là ở Nike cũng như là Adidas hoặc các mẫu thời gian và hiện tại brand new thì đang có xu hướng và sản xuất những cái mẫu như vậy. Họ đều lấy xu hướng của những thiết kế cũ, cổ điển, bự và đồ sộ. Còn đây là đôi Fila mà hôm qua mình vừa mới mua cho mẹ mình. Thì đôi này khá là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn nha. Thích hợp cho những người không thích mang giày nặng. Cái này mang đi chơi, đi dạo thì siêu đã. Cái lịch thì rất là thích, thì rất là êm. Thì bây giờ mình sẽ đi mua giày cho mình. Hẹn gặp lại các bạn sau nha. Đôi này đẹp quá, đang sale. Hôm qua mình thấy sớm mà đỏ rồi. Chỉ có một giá gốc 120 bảng và đang sale còn 100 bảng. Mình rất thích những màu riêu như vậy. Anh ấy đang cầm hai đôi giày của mình. Và bây giờ mình đang xếp hàng để chuẩn bị tính tiền. Và vừa mới order hai đôi giày xong. Bây giờ đang đợi tính tiền. Một đôi của Fila để mình mua mình tập gym. Đôi còn lại thì mua cho chị mình để gửi về Việt Nam. Đầu tuần mà mọi người mua giày rất là nhiều, khá là đông ở đây. Hẹn gặp các bạn sau khi đây là đầu tuần và mọi người đang rất là xếp hàng đông để mua đồ.
Đó, anh ấy rồi thấy không, anh ấy đang cầm đôi giày của mình rồi đang tìm đó. Thôi giờ mình cứ xếp hàng đến lượt mình tính tiền. Giờ mình cứ chờ xếp hàng và tính tiền. Xong đến lượt mình rồi. Đây là khu vực bán đồ và quần áo tập thể dục của Nike, Puma và Adidas. Và bên này là khu vực bán đồ của trẻ em. Và có rất nhiều giá dưới 20 và dưới 15 và 35 bảng. Ở đây là cầm hai đôi giày của mình. Mình chuẩn bị vào tính tiền đây. I buy fila running and another shoe of fila, yeah. Yeah, okay. Can you just answer the question on there? Just got questions on the numbers. Okay. Okay. Bây giờ mình vẫn đang đợi lấy đôi giày còn lại của mình. Khá là lâu nhỉ. Chắc cũng nhanh thôi. Tới cũng tới rồi, mọi người đã sắm sửa gì chưa? Chưa thì mua đi nha. Bên này chắc không có Tết nên chắc mình cũng mua vài thôi. Cũng lại mua thêm một bộ suit. Cũng chẳng sắm sửa gì nhiều cả. Đây là hai hộp giày của mình. Một đôi mua cho chị và một đôi mang đi tập. Ok. Và bây giờ mình sẽ tính tiền đây. Thế là đang đang xong. Ok, thank you. Oh yeah, và đây là giày. Đó, bây giờ sẽ qua khu vực bên này coi thử cho mọi người coi nhé. Đồ tập nam và nữ. Khá là đẹp. Đây là khu vực áo nam. Nike, Adidas. Quần áo và đang sale. Cái này còn 10 khoảng. Cũng được nha. Không đẹp mấy thôi. Thôi vậy này mình thấy mình khó tính lắm. Mua đồ kén cực kỳ. Chả hiểu tại sao. Bây giờ Under Honor Nike. Rồi ok. Thôi bây giờ mình sẽ đi dạo vòng vòng qua shop nước hoa nha. Thấy đây là CD, bên đó là Footlocker, bên này là Offer. Thì đa phần bên này mọi người sẽ đều mua ở CD ít. Thì đa phần bên này mọi người sẽ đều mua giày ở CD cả. Rất ít ai mua ở những chỗ khác. Vì CD thứ nhất là đảm bảo được hàng chất lượng, là hàng Old Real. Thứ hai là giá cả thì rất là phải chăng, và không bao giờ bán hết giá cả. Thì bây giờ mình sẽ vào khu vực nước hoa để mình coi hiểu nước hoa cho chị mình, và cũng như là vô hãng Tom Ford để coi son. Mình sẽ review các bạn sau nha. Thì bây giờ mình đang ở trong Hot Facer hay cái store này để mình hỏi nước hoa, nhưng lại không có, và người ta đã giới thiệu mình sang một cái store khác. Excuse me. No, thank you. Thì cái store bên đó gọi là Ha Pro. Thì ở đây store đó thuộc gọi là nơi bán đồ sang chảnh nhất nhì ở Bristol. Nó giống như là Takayama vậy đó. Thì mọi người có thể thấy ở đây đầu tuần nhưng mọi người vẫn đi shopping khá là đông. Và bây giờ mình đang đi đến cái chỗ Ha Pro đó để mình có nước hoa cho chị mình và ship về Việt Nam. Ở đây Liquin, Liquin, Linh Linh ở đây là một trong những thương hiệu. Đây là chỗ Liquin.
New England London ở đây là một trong những chỗ mang đồ suốt đẹp và đẹp nhất nhì ở Bristol và đây cũng thương hiệu nổi tiếng ở London. Thì mọi người có thể thấy đồ suốt ở đây rất là đẹp và form rất là ok. Chắc đợt sau mình mua suốt mình sẽ vào đó mình mua. Bên này là cửa hàng Rolex, thương hiệu bán đồng hồ nổi tiếng và sang chảnh bậc nhất ở đây. Một cái đồng hồ nó có trị giá lên gần đến 1.000 bảng hoặc hơn. Thì nếu mà sẽ quy sang tiền Việt là tầm khoảng 30 mấy đến 40 mấy triệu, có khi hơn nữa, thì Việt Nam đồng. Đây là shop Badora. Thì ở đây Badora đang có những mẫu dòng mới nhất vừa mới ra trong năm này. Những món này thì không biết ở Việt Nam có nhập về hay không. Ok, mọi người có thể thấy đó, những cái dòng bên này rất là khác, không có giống. Nói chung là những cái mẫu và kiểu thì bên này rất là nhiều đó, thì những cái mẫu và kiểu của Panora bên này thì rất là nhiều và nó không có gọi là similar hay là quá ít mẫu như ở Việt Nam. Vì ở thị trường bên UK thì luôn luôn tập trung những cái thương hiệu cũng như là thời trang, nên những cái mẫu thời trang hay là thương hiệu thì bên này sẽ đều update đầu tiên hết. Hôm qua thì ở Bristol vừa mới có một trận tuyết rơi nên bây giờ mặt đường thì hơi rất là ướt. Đó, đường rất là ướt. Và bên kia thì đang rất có nắng rất là cao. Phía trước mặt mình là shop HM và shop Topman. Thì ở đây thì mình cũng thường hay vô Topman mua lắm vì đồ nó khá là đẹp, fit người. Thì thường mình hay mua đồ ở Topman. Và mọi người nhớ cái vừa rồi mình có up hình về mà mặc một bộ suit thì mình cũng mua ở trong Topman. Tí nữa mình sẽ up cái nó lên cho mọi người coi. Trước mặt của mình là shop Hugo Boss, còn cái bên đó sẽ là store của Michael Kors. Nhưng bây giờ sẽ vô Harley Nico hết này để mình coi nước hoa cho chị mình. Thì mình vừa đây mình vừa mới thử chai này và mình lấy chai này xong. Okay, can I take a video here? Yeah. Đó, thì đây là English Beer. Thì cái hàng này là Saint Lo. Thì hiệu này thì khá là mắc. Và mình đã mua cho chị mình xong chuẩn bị ship về Việt Nam. Thì ở hiệu này cũng có rất là nhiều mùi. Và ngoài ra ở store ở đây cũng có rất nhiều như là Adventure Red. Khá là nhiều. Và mình sẽ quay một vòng cho mọi người coi. Và bây giờ bạn đang ghi thông tin của mình. Okay. Đây là chai nước hoa của mình. Can I open it? Yes, for sure. Yeah. Okay. Nhìn cái hộp rất khá là đẹp. Okay. Và bây giờ đang thanh toán chi phí của chai nước hoa đó. Thì chai đó là 110 bảng. Nếu quy sang tiền Việt bây giờ là khoảng 3.500.000. Nhưng chị mình có nói thì không biết tại sao nhiều chỗ lại có thể bán lên giá là 4 triệu mấy hoặc 5 triệu. Yeah. Okay, thank you. Have nice days. Bye. Đây là cái túi nước hoa của chị mình. Thôi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng ở đây. I'm in trouble. Sick way. Đây là cửa hàng
bán túi. Oh, giày túi Gucci. Ờ, đây là chỗ bán hàng Gucci. Đây là báo con ong. Cả Honda, như là bao và túi. Nhìn khá là đẹp. Đây là chỗ bán nước hoa của Tom Ford. Thôi, bây giờ mình sẽ về vì điện thoại mình không còn đủ pin nữa, chỉ còn 20% thôi. À, về mình sẽ qua chơi với lại anh PT của mình. Và sau đó mình sẽ về nhà và làm bài. Hẹn gặp các bạn lại sau nha. Bye bye. À, giờ điện thoại mình đã sắp hết pin rồi, chỉ còn 20% thôi. Và không còn đủ thời gian để mình quay vlog nữa. Thế bây giờ mình sẽ về nhà và edit nó, làm bài, học bài, làm bài dissertation. Và video đầu tiên mình sẽ qua chơi với lại anh PT của mình. Hẹn gặp mọi người sau nha. Mình đã quay lại và mình đang ở store của PT. Đây là Richard và mình là Bá. Và bây giờ mình sẽ unboxing hộp dài này. Ok, như mình đã nói, thứ nhất đây là perfume Jean Malon mà mình đã mua giùm cho chị mình. Mình đã qua đây bên đi, vì cái này đã cột dây rất là đẹp. Đó, nhìn rất là perfect và professional. Luxury, luxury. Rồi đây là hai hộp dài của mình. Hộp thứ nhất thì mình mua cho giùm cho chị mình. Đây, thì cái này giống như đôi của mẹ mình thôi, mình mua rất là nhẹ. Đó, và màu thì rất là trung tính, màu xám. Và màu này mang với quần jogger, quần jean thì đều rất là đẹp. Đôi này đang bán với giá 55 bảng, 55 pound. Đang giá bán 55 bảng nha. Nhưng mình thấy chất lượng này rất là ổn. Bubby, 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 bubby. Look at here. A lot of people you see. Trying to play with you now. Tell him who's boss. cái hộp giày này thì chị đôi giày này chị giá là 55 bảng. Nhưng với cái giá tiền này thì với 55 bảng này thì thật chất là nó rẻ hơn nhiều so với Nike và Adidas. Nhưng với cái giá tiền này thì bạn có thể thấy chất lượng giày rất là ổn. Chất lượng hoàn thiện, gia công khá là tốt. Và design nó rất là chuẩn và đẹp. Ok. Và bây giờ đến hộp giày của mình. Đây là đôi giày mình sẽ mua. Mình đã mua và mang đi tập. Thì đôi giày cũ mình đã bị hư rồi. Và bây giờ mình sẽ mang đôi này. Đôi Nike thì mình mua thì mình thấy giá tiền nó khá là mắc. Đến 130 bảng lượng thì mình hơi bị sót số tiền đó khi dùng đôi giày đó đang đi tập gym. Nên mình quyết định mua thêm một đôi này để mình mang đi tập. Thì đôi này nhìn tổng thể rất là đẹp. Cái kiểu nó mang hơi hám giống đôi Nike cũ. Giờ mình sẽ mang on fit lên cho mọi người coi. Và nói về cảm nhận.